Đây là hình ảnh thường thấy trên đoạn đường phía trước Ủy ban Nhân dân xã Phú Cường. Từng đoạn dài xe chở than nối đuôi nhau chạy suốt ngày đêm. Không chỉ làm hư hỏng đường xá, bụi than mù mịt khắp nơi. Tất cả những chiếc xe này đều có một đặc điểm chung là chở quá tải và tự ý cơi nới thùng bệ so với kết cấu nguyên bản. Theo cái đặc điểm của là 1m28, còn đây là 1700mm. Thế là vượt quá 50 phân. Vâng. Dù than chở đầy thùng cơi nới, thế nhưng trong phiếu xuất hàng lại chỉ ghi có hơn 11 tấn than, trong khi đó lái xe thừa nhận chở thêm để tăng lợi nhuận. Lái xe tự ý hàn thêm để chở thêm, thì cũng không biết được mức lỗi như nào, thấy lợi nhuận thì cứ làm. Ngay khi thấy chiếc xe đầu tiên bị xử phạt và lực lượng cảnh sát giao thông đặt máy cân ra đường, các xe khác lập tức quay đầu chạy ngược về mỏ. Không những không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, những đối tượng đi cùng còn cố tình thực hiện hành động xúc phạm lực lượng chức năng như thế này. Chỉ ít phút sau, rất nhiều các đối tượng khác kéo tới, ngăn cản việc cân xe, thậm chí đưa ra những yêu cầu vô lý như phải kiểm tra xe chở gỗ, bởi theo các đối tượng này thì gỗ cũng là một loại khoáng sản. Cái xe gỗ vừa sang đi qua rồi. Xe gỗ này, xe gỗ vừa qua đây vẫn còn hình ảnh xe gỗ này. Gỗ là khoáng sản hay là cái gì? Dương Minh Phong, là gỗ nó là cái gì, khoáng sản hay là cái gì ạ? Nó nằm ở trên rừng hay là trên đường ạ? Nó là cái gì? Trong nhóm người này có cả lãnh đạo của công ty cổ phần Yên Phước. Không chỉ phản đối việc cân xe quá tải trọng, người này cũng bức xúc vì chuyện những chiếc xe chở than có tải trọng hàng chục tấn không được phép đi qua cầu đập tràn của xã Phú Cường, chỉ chịu được tải trọng 13 tấn. Qua cầu không cho qua. Trong khi đó người ta cam kết rồi, cầu có 13 tấn thôi, nhưng mà cho tôi đi nhờ cái cầu đấy, hỏng tôi đền, đấy, hỏng nhiều tôi xây lại. Thế nhưng những lời cam kết của lãnh đạo công ty cổ phần Yên Phước, theo như lãnh đạo huyện Đại Từ thì đến giờ vẫn chỉ là trên giấy tờ. Tre vẫn nhuộm đen bột than, nhà dân vẫn nứt nẻ, chờ sập, đường xá cầu cống vẫn oằn mình cõng xe quá tải. Trong trường hợp mà nếu như công ty mà không thực hiện các cái cam kết với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban xã với nhân dân xã Nam Ao, xóm Ao Soi thì cũng đề nghị là tạm dừng hoạt động để công ty thực hiện các cái cam kết đối với chính quyền địa phương. Trong suốt 2 năm 2018-2019, năm nào khu vực khai thác của công ty cổ phần Yên Phước cũng gây sạt lở, ảnh hưởng tới người dân địa phương. Để đối phó với mùa mưa bão sắp tới, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu công ty cổ phần Yên Phước dừng ngay việc đổ thải vào khu vực giáp ranh với khu vực đất bị lún nứt, sạt trượt tại xã Nam Mao và thực hiện gia cố bảo vệ khu vực khai thác để đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường.